quãng đời sau hôn nhân rất đắt giá vì vậy hãy tránh xa bốn kiểu đàn ông này đừng dại mà lấy làm chồng chọn sai người sẽ khiến bạn trở nên kiệt sức và dần đánh mất chính mình người ta thường nói tuổi trẻ chẳng thể thiếu được sai lầm cũng như khó tránh việc gặp sai người nhưng trước khi bước vào hôn nhân bạn hãy cố gắng sáng suốt để chọn một người phù hợp xứng đáng người ấy không chỉ có năng lực che chở cho bạn nửa đời về sau mà còn có thể nuôi dưỡng cảm xúc của bạn giúp bạn trở thành phiên bản tốt hơn đặc biệt là sau hôn nhân bởi vì không phải lúc nào chọn sai người cũng có cơ hội làm lại dù làm lại bạn cũng đã bỏ qua khoảng thời gian quý giá của mình không phải ai cũng may mắn gặp đúng người từ lần đầu tiên nhưng quãng đời còn lại đặc biệt sau hôn nhân rất đắt giá nên hãy chọn kết giao với những người xứng đáng và khi chọn người bạn đời đồng hành hãy nhớ tránh xa bốn kiểu đàn ông này một người không đáng tin cậy nếu bạn muốn xây dựng một cuộc sống hạnh phúc thì các mối quan hệ của bạn phải chất lượng không chỉ bạn bè những người đồng hành trong sự nghiệp mà quan trọng hơn cả là người bạn đời của mình bạn phải chọn người đáng tin cậy dấu hiệu nhận biết người đáng tin cậy là họ luôn thực hiện đúng lời hứa lời nói luôn đi kèm hành động và không hứa xuồng bạn có thể thấy rằng bất kể mối quan hệ nào trong cuộc đời người giữ chữ tín luôn là người đáng tin cậy nếu như một người bạn không đáng tin cậy bạn có thể nghỉ chơi nhưng nếu bạn chung sống với một người chồng không trung thực không đáng tin cậy thì không thể lúc nào cũng thay chồng được nếu một người đàn ông hết lần này đến lần khác không giữ đúng lời hứa điều đó có nghĩa là anh ta không coi trọng bạn một người thực sự quan tâm đến bạn anh ấy sẽ không lãng phí thời gian chờ đợi của bạn nhất là sau khi kết hôn cuộc sống vợ chồng có nhiều tình huống phát sinh và áp lực phải gánh trên vai việc giữ chữ tín là một cách để hai người kết nối và nương tựa vào nhau Đương nhiên trong thời gian tìm hiểu nhau, các sự kiện xảy ra bạn có thể hiểu được người đàn ông này thông qua cách anh ta cư xử. Nếu họ chỉ nghĩ đến bản thân mình, không để tâm đến cảm xúc của bạn, đồng thời chỉ nghĩ đến được mất của bản thân họ thì bạn nên dè chừng kiểu đàn ông như vậy. 2. Người hay đánh giá thấp bạn. Đàn ông luôn có lòng tự trọng cao và phần lớn họ luôn muốn được ngưỡng mộ, thậm chí nhiều người còn muốn nửa kia tôn sùng mình việc muốn được đánh giá cao chẳng có gì sai nhưng nếu chỉ vì anh ta muốn bản thân mình luôn ở vị trí xuất sắc mà đánh giá thấp bạn không ngừng phủ nhận bạn thì hãy tránh xa người đàn ông như vậy chẳng hạn như khi bạn đạt được thành công nào đó trong công việc anh ấy sẽ cho rằng bạn dựa vào may mắn khi bạn chia sẻ ước mơ muốn sống một cuộc sống năng động và chăm chỉ kiếm tiền anh ta nói rằng bạn đang đánh giá quá cao khả năng của mình thay vì động viên và chữa lành hay mang lại hơi ấm cho bạn anh ta chỉ muốn khẳng định vị trí tài giỏi của mình Khiến bạn phụ thuộc hoàn toàn vào anh ta thì đó không phải là một lựa chọn tốt để bạn gửi gắm cả đời. Người ta thường nói đường dài mới biết ngựa hay và thời gian cũng có thể nói lên lòng người. Việc một người đàn ông có đối xử chân thành và quan tâm với bạn hay không, hãy chú ý tới các hành động nhỏ nhất là có thể hiểu được. Được. Ba, người chỉ biết nhận mà không biết cho đi. Có một kiểu người chỉ biết nhận mà không biết cho đi tìm hiểu hay yêu nhau bạn giúp đỡ anh ấy là điều đương nhiên nhưng khi bạn cần giúp đỡ anh ta lại lo lắng về chuyện được mất dù tình yêu hay tình bạn thì cũng cần phải đổi sự chân thành lấy chân thành không có điều gì xuất phát từ một phía mà có thể mang đến một cái kết đẹp một người đàn ông yêu thương và che chở cho bạn sẽ không cân nhắc được mất hay ưu nhược điểm thay vào đó họ sẽ dành hết sức để chăm sóc và giúp đỡ khi bạn cần Đối với người ngay cả với người mình yêu cũng luôn đặt lợi ích lên hàng đầu thì không nên xuất hiện trong danh sách chọn làm bạn đời. Hôn nhân không phải chỉ là một khế ước mà ở đó hai người dựa vào nhau, cùng nhau vượt qua những thăng trầm của cuộc sống. Người chỉ biết nhận mà không biết cho đi rất khó có thể cùng bạn vượt qua gian khó. Bạn có thể luôn là bến đỗ của anh ấy, nhưng với người ích kỷ thì anh ấy không bao giờ là chỗ dựa của bạn. 4. Người có tư tưởng thao túng tâm lý bạn nếu trong cuộc đời bạn gặp một người đàn ông có khả năng thao túng tâm lý hãy cảnh giác thứ nhất anh ta có thể không hiểu tình huống nhưng luôn khuyên bạn hãy rộng lượng đối với những người như vậy sẽ không bao giờ thấu hiểu được những nỗi buồn hoặc tổn thương bạn đã trải qua người như vậy chỉ quen nhìn vấn đề ở bề nổi quen đứng trên khái niệm đạo đức chỉ tay vào cuộc đời bạn yêu cầu bạn làm gì đó đúng đắn theo cách họ nghĩ thứ hai kiểu người đàn ông thích thao túng người khác bằng những luận điệu xào trá thông thường khi yêu nhau hai người sẽ tình nguyện vì người kia mà làm một số việc nhưng đối với kiểu đàn ông quen thao túng anh ta sẽ khiến bạn tin rằng những điều bạn làm là nghĩa vụ và trách nhiệm còn nếu bạn không thực hiện những điều như anh ta mong muốn nghĩa là bạn không đủ yêu anh ta trong cuộc đời này bạn ở bên ai rất quan trọng và bạn là ai cũng quan trọng không kém khi còn trẻ bạn tin rằng mình có nhiều thời gian để tìm hiểu một người nhưng trưởng thành rồi sau khi trải qua một số chuyện bạn sẽ nhận ra một số chuyện dù có bao dung hay đợi chờ thì họ cũng sẽ không thay đổi